Chị đang xem chương trình thử thách phát thanh viên của đài MBS. Và đây là nhiệm vụ thứ hai. Dùng một vật để giới thiệu bản thân. Đầu tiên là cô Xin Hoa Kiều. Espresso là một loại cà phê đậm đặc. Cho dù có pha chế như thế nào đi nữa thì hương vị đặc trưng vẫn không bị thay đổi. Xin Hoa Kiều tôi chắc chắn sẽ trở thành một phát thanh viên giống như loại cà phê này, trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn giữ được bản sắc của mình. Trùng hợp thật, cả hai bạn đều chọn ly cà phê espresso giống hệt nhau. Nhưng ly của tôi không phải là cà phê. Trong ly của tôi là nước gạo, thưa giám khảo. Sự khác biệt tùy thuộc vào loại nước được chứa trong từng cái ly. Hành của chúng tôi có thể còn thiếu sót so với các thí sinh khác, nhưng đôi khi đó chính là sự khác biệt. Để có thể chạm tới trái tim khán giả, tôi muốn rót đầy tách của mình bằng sự thân thiện và khiêm tốn. Đó chính là những gì tôi muốn nói. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tôi. Chà, nước gạo trong ly cà phê espresso, tôi thích sự sáng tạo này. Chúng tôi xin công bố 5 thí sinh đứng đầu và sẽ được lọt vào vòng chung kết. Cô Anh Sung, xin chúc mừng. Xin cảm ơn. Và anh Kim Giang Chan. Yes, cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo là cô Na Chu Yen. Chúng ta chỉ còn 2 cái tên nữa mà thôi. Chà, ngay cả tôi cũng thấy hồi hộp. 2 thí sinh cuối cùng chính là cô Shin Ha Kyung và cô Han Woo Chung. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn. Tôi biết bản thân tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tôi có thể đi xa được như vậy là nhờ có cô Hoa Kỳ ơn. Người bạn này của tôi đã giúp cho tôi nhận ra ước mơ của mình và cách để tỏa sáng trước micro. Vâng, tình bạn của họ thật đáng ngưỡng mộ, có phải không quý vị? Cô Xin, cô có muốn nói gì với mọi người hay không ạ? Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới một người. Đó là thần tượng và là người hướng dẫn của tôi, tiền bối Han Chu Won. À, thật ra cô Han Chu Won cũng đang có mặt tại đây. Chúng tôi có thể mời cô lên đây hay không? Thưa cô, con cảm ơn cô. Chúc mừng con. Chà, hai người không giống cô trò một chút nào, mà có vẻ giống mẹ với lại con gái hơn đó. Con cảm ơn cô. Chúc mừng con. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Mình cũng chúc mừng cậu. Chúng ta tới chỗ nào đó hay hay để ăn mừng đi. Hay quá. Nơi hay hay là chỗ này đó hả? Sao vậy? Mình thì thấy rằng nhà cậu là nơi thoải mái nhất ở trên đời này. Hoa Thư ơn nè, cậu lúc nào cũng như cục cưng của mẹ mình hết á. Vậy cho nên lúc nãy anh MC mới nói hai người giống như mẹ và con gái vậy. Cho nên con có nên từ chức làm con gái của mẹ không hết ta? Mẹ mới là người muốn từ chức làm mẹ của con nè. Nói thật, nếu như được chọn con gái, mẹ đã không chọn con rồi. Mẹ sẽ chọn Hoa Kỳ ơn chứ gì. Tất nhiên là như vậy rồi. Đúng rồi đó, Ngu Chung còn coi chừng đó nha. Lỡ trong vòng chung kết mình đậu còn cậu rớt thì sao? Lúc đó cậu sẽ trở thành con gái cô ha. Nếu như vậy á thì mình sẽ làm con gái của mẹ cậu. Thôi đi hai đứa, tụi con đâu có đổi mẹ như vậy được. Phim 48.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Theo như tôi biết thì công ty Mission có quỹ đen khoảng 10 năm nay. Thông qua các nền tảng phúc lợi, một phần của quỹ đó dùng cho việc hối lộ các quan chức, những người có ảnh hưởng nhất định. Ông có bằng chứng gì không? Dĩ nhiên rồi, bằng chứng mà tôi có chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Vậy ông nghĩ phó chủ tịch của tập đoàn Mission, kiêm giám đốc xây dựng Mission là bà Oh Jin Hee có chịu trách nhiệm về chuyện này đúng không? Phó chủ tịch Oh Jin Hee, buổi phỏng vấn một thành viên của tập đoàn Mission. Nhưng phía sau bãi chính là giám đốc Shin và chủ tịch Oh Sang Pil. Ba cũng đừng lo lắng quá. Anh ấy đã nói chuyện với bên công tố viên rồi. Thật ra thì giám đốc Sơ bất mãn chuyện gì? Tụi con cũng phát hiện giám đốc Sơ đã biển thủ công quỹ trong khi thực hiện dự án mở rộng chi nhánh toàn cầu, cho nên đã yêu cầu ông ấy từ chức. Bây giờ ta đã hiểu, cống hiến cả đời cho công ty, nhưng cuối cùng là bị sa thải chỉ vì chút ít tiền biển thủ. Ba, nên nhớ cậu không có quyền tự quyết định sa thải giám đốc quản lý cấp dưới được. Phó chủ tịch đã làm cái gì vậy? Jin Hee lúc đó đang bận việc của quỹ. Jin Hee hả? Ai? Dạ con xin lỗi, phó chủ tịch lúc đó bận
Dù là vợ chồng cũng không bỏ qua thứ bậc. Là con đã yêu cầu anh ấy sa thải giám đốc Sơ đó ba. Coi con đó, không phải là yêu cầu mà là con đã ra lệnh, có hiểu chưa? Dạ thưa chủ tịch. Giám đốc Xin à, cậu mau đi tìm giám đốc Sơ cho ta. Con hiểu rồi thưa chủ tịch. Cái gì cũng phải có thứ tự lớp làng. Cậu ngửa tay nhận lương của ta nên phải làm việc cho tốt. Ông ngoại ơi, con về rồi. Ôi trời, cục cưng của ông đã về rồi đó hả? Nhà mình có chuyện gì sao? Nhìn ông ngoại không được vui lắm. Ông ngoại của con, ông bị cứng vai rồi đúng không? Ông thấy sao? Massage làm cho ông hết căng thẳng rồi đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Ôi trời ơi, chỉ có mỗi con cục cưng là ông ngoại vui thôi. Mẹ ơi, hôm nay con được không? Thiệt hả? Really? Mẹ cũng biết nói vậy nữa sao? Tuy là MC chuyên nghiệp nhưng mẹ cũng biết dùng từ lóng. Mẹ phải theo kịp xu hướng để làm chương trình thú vị hơn chứ. À quên rồi, buổi tối của Wu Chen. Con đã làm rồi, mẹ khỏi lo đi. Quả nhiên là con gái tôi số 1. Tới giờ Wu Chen về rồi. Mẹ cứ ở nhà lỡ đắp mặt nạ vô leo đi, con đi đón Wu Chen cho. Thật sao? Hôm nay nhìn da của mẹ hơi khô đó mẹ. Có cái gì mãi còn đâu. Mẹ phải tiếp tục chăm sóc bản thân để nhìn trẻ hơn đó biết chưa. Dạ, công chúa hay càm ràm của tôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con thấy hình như tâm trạng của ông không tốt. Con đừng quan tâm, là chuyện công việc thôi. Nếu là vậy thì con càng phải biết, sau này sẽ là việc của con mà. Để người lớn lo chuyện đó đi. Nhưng mà mẹ à, sao mẹ muốn con về sớm vậy? À phải rồi, con có buổi gặp mặt với con trai út của tập đoàn Sơn Chin. Gặp mặt? Cậu con trai út này có vẻ thông minh hơn anh hai anh ba. Nó thường đàm phán với khách hàng nước ngoài, nghe nói thể hiện tốt lắm. Người trong giới cũng hay nhắc tới con trai út của tập đoàn Sơn Chin mà. Danh tiếng cũng tốt lắm, có khả năng làm người thừa kế đó. Ý mẹ là mẹ muốn con đi coi mắt người đó sao? Tất nhiên rồi, không chỉ vì mẹ đâu, vì con đó. Chỉ cần mẹ vui là được rồi. Hoa Kia Hơn à, là con sao? Đây là cái hai của chương trình trực tiếp, có phải không ạ? À? Con chưa nói với mẹ đúng không? Vòng thi tiếp theo của con sẽ được phát sóng trực tiếp. Đâu có, mẹ không biết. Sao con biết Han Chu Won vậy? Cô ấy chính là người hướng dẫn cho con. Sao con ôm cô giáo con chặt quá vậy? Con cũng quen biết cô ấy nữa. Học viện âm nhạc. Ơ, Vũ Trân. Vũ Trân ơi. Nè, sao em ra mà không chào chị? Chị buồn đó nha. Chào chị. Chị của Vũ Trân. Hôm nay Vũ Trân của chị có vui không? Vũ Trân có vui. Ồ, thì không đó. Thiệt là sự thiệt. Really? Vũ Trân nói tiếng lóng cũng giỏi như mẹ vậy. Ai dạy em vậy hả? Trên TV. Mẹ cũng có trên đó. Đúng rồi, mẹ là MC nổi tiếng mà. Đúng không? Mẹ nổi tiếng, mẹ xinh đẹp. Đúng rồi, Vũ Trân cũng đẹp trai gì giống mẹ. Có đúng không nè? Vũ Trân thích coca. Coca. Nữa hả? Quán canh cá nóc Đồng Ri. Ô hô, sao lại uống hết một mình vậy? Cho chị con uống chung với chứ. Thôi đi ba, lỡ như chị cậu ấy không thích uống coca thì sao? Ô hô, người lớn đang nói chuyện với con đó. Ê, dạ không sao đâu, con không uống coca. Thấy chưa, con nói đúng rồi. Kèn clarinet hả? Hồi xưa chú cũng chơi kèn này đó ngang. Đụng vô đồ người khác là xấu lắm á. Trời ơi, chú có lấy của con đâu, chỉ muốn mở đặt coi một chút thôi. Nè, Vũ Trân đừng làm vậy mà. Vũ Trân, em đừng làm ba, vậy. Ba làm cái gì mà cậu ấy nổi cơn lên vậy? Bà đâu có làm gì đâu. Nè, em nghe chị, bình tĩnh đi ha.
Em không sao, không sao đâu. Chú biết rồi, chú không đụng vô nữa đâu. Cũng đâu phải đụng vào đó biến mất đâu. Dạ con về rồi. Cô Trương. Nè. Chuyện như vậy trời ơi. Chắc hình như là ba làm cho cậu ấy giận. Không biết tại sao nữa. Sao vậy? Tôi xin lỗi. Sao bây giờ? Tôi xin lỗi nha. Nè con kêu nó đừng có la nữa à. Mình đi thôi Cô Trương. Đi về thôi em. Bơ, vô đây với con. Kệ mấy giờ. Đi thôi, đi thôi. Canh của con có rồi đi. Họ chưa kịp ăn thì phải đi rồi. Khoan đã. Có canh của hai người rồi, vào ăn đi. Dạ. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Dạ. Là giám khảo đây mà. Dạ, hân hạnh được gặp anh. Thôi cô vào trong ăn canh đi. Em cũng vào đi. Chắc em thích coca lắm ha. Anh cũng rất thích coca. Tại không ăn nhưng ngày nào anh cũng phải uống một lon có đúng không? Vua cho nhà tôi cũng vậy á. Vậy sao? Chà, mình lập nhóm những người yêu coca được rồi đó. Nè, chúc mừng nha. Nè, cản. Cản. Làm sao đây? Tôi xin lỗi. Làm sao đây? Thật ngại quá. Không sao đâu, để tôi làm được rồi. Vậy coca, cản. Ngô Trên, sao lại làm Trên à? Hả? Sao em lại làm vậy? Ngô Trên của mẹ, con đi học kèn có vui không? Clarinet, dạ vui. Con thích học nhạc lắm á. Vậy sao? Mẹ ơi. Hả? Hôm nay á, con gặp anh giám khảo đó mẹ. Ai vậy? Về tới nhà rồi, vô nhà thôi. Ông là gì vậy? Cô là Han Chu Won phải không? Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bình tĩnh lại đi, Ngô Trân. Ông đi theo chúng tôi từ lúc nào? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm phiền mẹ của tôi đâu. Tránh ra đi. Hơn một năm trước tôi đã gửi thư cho đài truyền hình, nhưng họ không phản hồi. Không biết ông có tấm hình nào của người mà ông đang tìm không? Đây. Con gái của ông sao? Phải. 22 năm trước tôi bị phá sản. Vợ tôi quá sốc, bị đột quỵ rồi qua đời. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi nghĩ là tôi không thể tiếp tục nuôi con bé được. Tôi sợ là con gái của tôi sẽ bị tôi hại chết, nên tôi quyết định gửi nó vào viện cô nhi sâu mang ở Chân Chu. Tên của nó là gì? Nó có đặc điểm gì trên mặt hay trên cơ thể để nhận diện không? Tên của nó là Bác Sơn Chu, năm nay khoảng 27 tuổi. Ồ, trên mặt của con bé có một vết sẹo dài ở ngay đây. Do ngày trước chúng tôi lúc dọn nhà đã để tấm hình rớt trúng nó, sau đó con bé phải khâu 15 mũi. Cô ơi cô, tôi chỉ muốn gặp nó một lần nữa thôi. Cầu xin cô làm ơn giúp tôi đi. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Cô ơi, làm ơn, làm ơn giúp tôi đi. Tôi cầu xin cô. Được rồi, làm ơn giúp tôi. Ông đứng lên đi. Làm đứng ơn lên đi mà. Tôi cầu xin cô đó. Đứng lên rồi nói mà. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cô đâu. Cầu xin cô làm ơn giúp tôi nha. Minh à. Anh đang nghĩ gì mà không nghe tiếng em vào vậy? Đâu có. Anh là người nghiện công việc, anh cần thư giãn một chút. Thích không? Đưa tay cho em. Em nghiện hơi anh rồi nè. Mình uống rượu vang rồi đi ngủ thôi. Thôi, em ngủ trước đi. Anh định thức cả đêm luôn hả?
Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con làm sao vậy? Con không muốn ngủ một mình. Tối nay con làm sao vậy? Cái chú gặp mình hồi tối á mẹ, làm con chợt nhớ tới ba. Mặc dù lúc ba mất con còn nhỏ nên con không thể nhớ mặt ba. Con nghĩ là mẹ nên giúp chú ấy, để chú ấy tìm được con gái và khỏe lên. Con hy vọng như vậy á. Con ghen tị với con gái chú ấy quá. Con nói như vậy là sao? Ít nhất thì ba cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy còn hy vọng gặp lại ba mình để cha con đoàn tụ. Nếu mà chú ấy chết rồi thì dù con muốn cũng không gặp được nữa. Ông Bắc Chun Sung sao? Đây rồi. Ông ấy đang tìm con gái. Chúng ta chỉ có một ít thông tin thôi. Tôi nghĩ nếu muốn lên chương trình thì hơi khó đó. Tôi còn có thêm tấm hình này. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn nhận ra cô ấy. Không phải là quá mong manh sao? Chúng ta hãy dùng tất cả mối quan hệ đang có đi. Biết đâu lại có kết quả thì sao? Tiền bối có quen biết với ông ấy sao? Không có, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp. Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Cô con gái có đặc điểm gì không? Giờ cô ấy bao nhiêu tuổi? Chờ tôi một chút. Alo, tôi nghe đây. Đã lâu rồi không gặp. Là Mi Eun Chun đây. Em có thể nào dành cho tôi chút thời gian không vậy? Tôi không có thời gian rảnh đâu. Cô gái tên là Hoa Ki Eun, chính là con gái ruột của tôi. Cho tôi biết cô nghĩ điểm yếu của cô là gì? Điểm yếu của tôi là hơi vụng về. Và tôi cũng hơi thiếu tự tin, thường mắc những lỗi nhỏ. Toàn là những điểm yếu đối với một phát thanh viên. Vậy cho nên đầu tiên là phải tự tin, thứ hai phải tự tin với mọi câu hỏi bất ngờ, cứ yes. Phải, tôi có nhiều điểm yếu, nhưng quan trọng là... Nhưng mà quan trọng là tôi thấy tôi đủ tự tin rằng tôi có thể biến điểm yếu của mình trở thành sức mạnh. Và tôi có thể có khả năng dẫn dắt một chương trình một cách trôi chảy, sinh động và thú vị. Đúng là như vậy đó. Đó chính là nét quyến rũ của cậu. Chứ con nhỏ này, vậy còn điểm yếu của cậu là quá quyến rũ hay sao? Đây là khăn mà cô đã đặt. Khó khăn lắm chúng tôi mới lấy được. Dạ, làm ơn gói lại cho tôi. Dạ. Nè, cậu nói ba cậu làm chủ một cửa hàng nhỏ, còn mẹ cậu làm nội trợ mà. Sao mua cho cô ấy món quà đắt tiền dữ vậy? Vì mẹ mình rất thích cái khăn đó. Mình hơi quá tay rồi, được chứ? Nếu thẻ không xài được thì gọi cho mình ha. Tất cả những gì mình có là tiền. Nhưng mà nhớ trả lại nha. Không thích, mình sẽ không trả lại. Gì? Cậu dám? Không được. Tôi sẽ rất cảm ơn. Nếu như anh có thể vì tôi mà nói nhanh một chút, tôi sắp đến giờ ghi hình rồi. Nhìn thấy em thành công, tôi rất muốn chúc mừng em. Dù chỉ thấy em trên TV, nhưng mà tôi... Anh nói Ha Kyun là con gái của giám đốc Shin Min Jun của tập đoàn sao? Tôi đoán là em không biết. Theo anh, tôi nên biết sao? Thật ra thì tôi không muốn Hoa Kiên gần gũi em nữa. Lỡ như mà nó biết ngày xưa em và tôi đã từng là... Đây chính là lý do anh muốn gặp tôi à?
Vậy thì rốt cuộc ngày xưa anh và tôi đã xảy ra chuyện gì? Cũng đã lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ chuyện gì nữa. Giám đốc Xin à, xin phép. Tôi sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi. Em cũng biết tôi là một người đàn ông ích kỷ. Chuyện cũng đã hơn 20 năm rồi, anh còn sợ cái gì nữa chứ? Những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ sẽ không thể trở thành hòn đá cản đường tôi. Tôi xin em, đừng để Hoa Kỳ Ân quanh quẩn bên em nữa. Đó không phải là cách xin xỏ, và tôi cũng không có lý do gì để giúp cho anh trong chuyện này. Cho dù con bé đó là con gái của anh, khoảng thời gian tôi có với nó không thể quăng đi trong một ngày được. Em không thể làm vậy vì tôi sao? Có thể giúp tôi một lần cuối hay không? Như ngày xưa. Rất vui được gặp anh, giám đốc Xin. Ta đã sang tên nhà nghỉ ở Yangsuri cho con. Ôi trời ơi, ôi, con cảm ơn ba nha. Đó cũng là nơi kỷ niệm đối với vợ chồng con. Anh ấy đã cầu hôn con ở đó. Hy vọng là em sẽ thích nó. Ôi trời, em nghe nói ở Hàn Quốc chỉ có 6 cái thôi. Sao anh lại biết? Là em thích cái khăn này chứ. Vì anh là chồng của em. Hoàng cho em đi. Ba và con còn đang ở đây. Không sao đâu mà. Thấy hai đứa hòa hợp vậy á, ba cũng thấy rất vui. Cảm ơn anh. Mẹ con xin lỗi, con vội quá nên quên mua quà cho mẹ. Không sao đâu, con chính là món quà sinh nhật lớn nhất của mẹ. Mẹ không cần gì khác nữa. Mà Hoa Kỳ Ân nè, buổi phỏng vấn hôm nay của con suôn sẻ không vậy? Dạ, con được vô vòng chung kết rồi. Ba ơi, Hoa Kỳ Ân đó, sao ba nói con bé nhất định phải lên TV vậy hả ba? Đừng chỉ tập trung vào hiện tại mà phải nhìn về tương lai. Con phải thấy một bức tranh lớn hơn. Ông ngoại nói rất đúng. Con mong muốn trở thành một phát thanh viên nổi tiếng. Và nếu có thể, con cũng muốn tham gia vào chính trường. Chính trường? Mẹ tưởng con muốn điều hành tập đoàn của nhà ta sau khi ba con nghỉ hưu chứ. Làm gì có chuyện cha truyền con nói ở đây. Ai có tài sẽ được ưu tiên thôi. Dạ, con xin lỗi, con phải nghe điện thoại. Tôi đây. Tôi biết rồi. Người của con đã tìm được giám đốc Sơ. Đi thôi. Hoa Kỳ Ân cũng đi luôn đi. Ba, con nghĩ là Hoa Kỳ Ân vẫn còn muốn làm được những việc lớn, nó phải biết những chuyện này chứ. Đi thôi. Trời ơi, chủ tịch ơi, làm ơn tha cho tôi. Tôi xin lỗi ngài. Tôi đã đưa cháu gái quý giá của tôi tới đây, tất nhiên tôi sẽ không làm khó cậu rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Giám đốc Xin à, xử lý chuyện này đi. Hoa Kỳ Ân, con nhìn mà học hỏi đi. Dạ, con biết rồi ông. Thư giãn đi. Dù tôi không chắc là cậu có cảm thấy như vậy với giám đốc Xin không nữa. Chủ tịch! Chủ tịch à! Chủ tịch!
sao ông lại làm như vậy? Chủ tịch của chúng ta ghét nhất chính là loại người dám hủy hoại hình ảnh của tập đoàn, và sau đó còn đưa tin phó chủ tịch Ô lên truyền thông. Ông không biết sao? Nếu anh dám đụng tới tôi, tôi sẽ hủy hoại toàn bộ tập đoàn Mỹ Sơn. Trong vòng 2 tiếng mà không thể liên lạc với tôi, họ sẽ công khai toàn bộ chứng cứ. Vậy thì có một chuyện có lẽ ông nên biết. Chờ một chút. Đây là con trai ông đang đi du lịch ở Macau. Anh ta gây rối ở sòng bài và bị cảnh sát bắt rồi. Không được, đừng đụng tới Shin Ho. Hãy để cho nó yên. Alo con, Shin Ho hả? Con đừng lo cho Shin Ho. Được rồi, được rồi, ba sẽ xử lý mọi chuyện. Làm ơn đừng làm vậy. Anh đã quên tôi là người dạy hết mọi thứ cho anh rồi sao? Hả? Vậy rồi sao? Ông nghĩ tôi là loại người sẽ làm hỏng chuyện lớn chỉ vì tình bạn cũ hay sao? Tôi không phải là người vậy đâu. Làm ơn thôi đi. Mình ơi, mọi chuyện có ổn không? Mình à, có chuyện gì vậy? Công ty đã tố cáo em với viện kiểm sát về tội tham ô tiền. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh không sao chứ? Anh sẽ xử lý được hết mà. Giám đốc, tôi nghĩ bây giờ cũng phải tới lượt của ông rồi. Thằng khốn độc ác, mày chết sẽ không được đầu thai đâu. Mày sẽ bị đày xuống địa ngục. Giám đốc Sơ bị đưa đi đâu vậy ba? Bệnh viện tâm thần. Sao có thể làm vậy chứ ba? Ba, sao ba có thể độc ác tới như vậy? Làm sao mà chúng ta có thể hủy hoại một gia đình bình thường như vậy? Con nghĩ là ba làm sao? Con nghĩ là chính là chủ tịch đó. Con phải biết cho hắn thấy rằng sống còn tệ hơn là chết. Đó là cách gia đình Mi Sơn trừng phạt những kẻ phản bội. Con phải nhớ là không có ngoại lệ. Vì chúng ta đang bị bàn tán, con cũng nên giữ khoảng cách với Han Chu Won. Bà nói như vậy nghĩa là sao? Con không hiểu hay sao? Có phải bây giờ con đã quên vị trí của con rồi hay không? Cô Han thì có liên quan gì tới chuyện đó chứ? Ba nghĩ là con cũng nên từ bỏ việc sẽ trở thành phát thanh viên đi. Con có thể mất tất cả trong một giây đó. Nhưng con cũng có thể có tất cả. Đó là một con dao hai lưỡi. Không thể vì sợ mất tất cả mà con bỏ qua lời của ông ngoại. Ba cũng biết rồi mà, con chưa bao giờ thi rớt môn nào. Lòng tự trọng của con cũng đặt hết vào đi. Ồ, cũng may là gặp cô ở đây. Cô làm ơn cho tôi gặp cô Han đi. Cô ấy có đang tìm con gái tôi không? Tôi có thể gặp lại cô ấy không? Thì sao cô dám đổ rượu của tôi? Nếu không có rượu tôi không thể sống được đâu. Tôi phải uống rượu thì tôi mới sống được. Chú ơi. Tìm thấy rồi sao?
Giám đốc lúc đó đã qua đời rồi. Nhưng tôi được biết có một người vào cô nhi viện cùng lúc với bác Sơn Chu, bây giờ là giám đốc cô nhi viện, tên cô ấy là Kim Sun Yong. Rồi sao? Cô ấy nghĩ bác Sơn Chu đã tới Mỹ ngay khi được nhận nuôi rồi. Nhưng 7 năm trước họ tình cờ gặp nhau ở một cửa hàng trang sức. Tôi sẽ đi Trần Chu để gặp Kim Sun Yong. À, không cần đi đâu, Kim Sun Yong sẽ tới đây. Lúc đó Sơn Chu vẫn còn đang là sinh viên năm nhất đại học. Cô ấy đã cho tôi tiền, là rất nhiều tiền, dặn tôi dùng số tiền đó lo cho cô nhi viện. Sau đó cô có gặp lại cô ấy không? Dạ không. Tất cả chỉ có vậy thôi. Tôi đi được rồi chứ? Tôi còn phải bắt xe buýt nữa. Khoan đã. Những điều cô vừa nói với chúng tôi, không biết cô có thể lặp lại trong trường quay được không vậy? Tôi nghĩ là không được. Và tôi cũng không muốn các anh quay lại điều mà tôi sắp nói. Thật ra thì Sơn Chu đã yêu cầu tôi một việc rất kỳ lạ. Cô ấy yêu cầu tôi làm như không quen biết cô ấy, dù có vô tình gặp lại nhau. Cô ấy không muốn người khác biết cô ấy được nhận nuôi sao? Cô ấy đã yêu cầu tôi như vậy rồi, nên tôi không thể lên TV để nói về cô ấy. Bây giờ tôi xin phép. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Wu Chung à, kết quả sao rồi mẹ? Tìm được con gái chú ấy chưa? Vẫn chưa có kết quả. Sao vậy? Mẹ nói mẹ tìm được một người bạn, cô ấy ở cô nhân diện mà. Mẹ đã gặp Kim Sun Yong rồi. Cô ấy không biết. Mẹ nghĩ cô ấy đang giấu giếm điều gì đó. Bây giờ cô Kim Sun Yong đang ở đâu? Alo. Là cô Kim Sun Yong sao? Cô là ai vậy? Tôi là Han Woo Chung. Chắc cô đã gặp cô Han Chu Won. Người đó là mẹ tôi. Vậy thì sao? Hiện giờ ba của Bác Sơn Chu đang bị bệnh rất là nặng, có thể là sắp chết rồi. Mong ước của chú ấy trước khi qua đời là chú ấy có thể gặp lại được cô con gái của mình. Tất cả nhờ vào cô. Xin cô hãy giúp đỡ cho chúng tôi. Xin chào mọi người. Là Sơn Chu đó. Tôi chắc chắn. Hoa Kỳ ơn, cậu đang ở đâu? Mình đang ở khách sạn Noble Princess.